Sau khi tốt nghiệp đại học, tháng 5 năm 1976, bà Lê Thị Thuận được điều động về nhà máy giấy Vĩnh Phú, sau đó về làm tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Năm 2002, do hoàn cảnh khó khăn, bà Thuận có đơn xin nghỉ chế độ một lần. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định số 131 về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần cho bà ngày 13 tháng 5 năm 2002, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành quyết định số 169 về việc hưởng trợ cấp một lần cho bà với số tiền 14 triệu 987 nghìn đồng. Tuy nhiên, bà Thuận không đồng ý với quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên với lý do quyết định này không đủ căn cứ. Đối với quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, bà Thuận cho rằng chưa nhận được. Cho đến nay, bà cũng chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào từ khi làm đơn xin trợ cấp một lần từ cơ quan bảo hiểm xã hội trước những vướng mắc trên, bà Thuận đề nghị giám đốc đại học Thái Nguyên, giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thu hồi và hủy các quyết định đã ban hành và ra quyết định nghỉ hưu cho bà. Tại buổi tiếp công dân, cơ quan chức năng liên quan cho biết, trong thời gian giải quyết chế độ trợ cấp một lần, bà Thuận là bị đơn trong một vụ án. Sau khi hòa giải, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 24 ngày 13 tháng 6 năm 2002 tuyên bà Thuận phải trả cho các bên liên quan và nộp án phí với số tiền là 9 triệu 089 000 đồng. Thực hiện quyết định cưỡng chế của đội thi hành án thành phố Thái Nguyên, nay là tri cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khấu trừ 9 triệu 089 000 đồng từ trợ cấp một lần của bà Thuận. Số tiền còn lại sau khi khấu trừ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đến nay chưa chi trả được cho bảo thuận. Sau khi nghe ý kiến của công dân và ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự nghiên cứu kỹ hồ sơ, trình tự thủ tục thi hành án, báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản trả lời công dân, báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trước ngày 15 tháng 9 năm 2023, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan căn cứ vào các quy định của pháp luật để giải quyết chế độ cho công dân.